Sau khi tập kết ra Bắc, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam đã ở lại, sống trong sự yêu thương, đùm bọc của đồng bào Thanh Hóa. Những người con miền Nam đã sát cánh cùng quân dân Thanh Hóa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ và xây dựng hậu phương lớn vững mạnh. Sau giải phóng miền Nam, nhiều người đã gắn bó chọn cuộc đời mình với quê hương thứ hai sâu nặng nghĩa tình. Ông Nguyễn Văn Đạt và ông Lê Văn Thọ là bộ đội miền Nam tập kết ra Bắc thuộc Trung đoàn 26, Sư đoàn 330, có nhiệm vụ xây dựng nông trường Lam Sơn. Nơi rừng thiêng, nước độc, gian khổ, thiếu thốn trăm bể, những người con miền Nam bước vào mặt trận mới, phát triển kinh tế, xây dựng hậu phương lớn miền Bắc. Nhiều năm đã trôi qua, đi giữa màu xanh của cây trái, chỉ những người như ông Đạt, ông Thọ mới thấm thế hết những gian lao vất vả, biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người con miền Nam đi khai mở nông lâm trường, biến những vùng rừng núi hoang vu thành những vùng hoa thơm trái ngọt. Lúc đó anh em chúng tôi là ngày không giờ từng từng không thứ đó là ngày làm suốt đêm đốt đuốc làm để Hoa hoàng bắt đầu mi là bứng gốc rồi bắt đầu cho mái cài sản xuất cà phê Bán, sau đó bắt đầu chuyển qua trồng kêu su. Trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ chính quyền Thanh Hóa đã tiếp nhận hàng ngàn người con miền Nam vào làm việc tại các nhà máy xí nghiệp, các nông lâm trường. Riêng tại 12 nông lâm trường quốc doanh tại Thanh Hóa có tới trên 406 gia đình đồng bào miền Nam tham gia khai hoang, phục hóa để tạo dựng nên vùng đất chủ phú các loại cây trồng công nghiệp, cây lương thực ở cái vùng tôi sống là cái vùng Thanh Hóa, Thế thì phải nói là một cái tình cảm vô giá tới giờ này, là bao nhiêu năm là tôi vẫn còn lưu giữ. Tôi cũng có đi về tham lại những cái những cái, cái 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 địa điểm cũ và những cái kỷ niệm không thể phai mờ. Và cũng từ vùng đất ân tình này đã tạo nên những mối lương duyên tốt đẹp. Những tổ ấm với những đứa con mang cả hai dòng máu Bắc Nam lần lượt xa đời là minh chứng cho cái tình son sắt của hai miền Nam Bắc. Vùng đất Lâm Sơn này chúng tôi đã uh, xây dựng tổ chức được hai câu lạc bộ con cháu miền Nam. Mỗi câu lạc bộ gần như là khoảng 60 hội viên và thường xuyên là liên lạc với nhau. Một năm là tổ chức từ một đến hai lần gặp gỡ nhau để ôn lại cái truyền thống anh và giúp nhau uh, cùng nhau xây dựng những mảnh đất uh, thứ hai mà chúng tôi được tạo nên ở vùng đất thanh hóa này thấm sâu tình cảm bắc nam ruột thịt vùng đất giàu nghĩa ân tình xứ thanh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đón tiếp chăm sóc đồng bào miền nam tập kết ra bắc những ân tình ấy ngày càng sâu nặng hơn theo năm tháng khi những người con miền nam tập kết ra bắc chọn thanh hóa là quê hương thứ hai họ đã ở lại trong tình yêu thương và góp sức xây dựng quê hương xứ Thanh giàu đẹp, vững mạnh hơn.